Nhìn cảnh người đàn ông nằm im tưởng chừng như chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng đủ gây nguy hiểm đến tính mạng như thế này, thì những người lương thiện sẽ chẳng thể cầm lòng trước một hoàn cảnh đáng thương như thế. Đặc biệt, khi đó còn là một ông lão trên đầu đã hai thứ tóc. Tuy nhiên, chỉ sau khi kiếm được kha khá, ông lão khốn khổ ấy đã tự ngồi dậy như thế này đây. Còn đây, đứa trẻ ngủ vật vờ, oặt đầu oặt cổ, quần áo, mặt mũi lèm đuốc, được người phụ nữ nhận là mẹ này đang đặt trên đùi để cùng hành nghề. Quan sát hơn 3 tiếng, thấy đứa trẻ liên tục ngủ khiến chúng tôi không khỏi lo lắng và quyết định lại gần, lay gọi đứa trẻ dậy. Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn mê man ngủ. Em bé là mấy tuổi rồi chị? Gọi mãi không dậy vậy? Ê, cho nó uống cái gì đấy? Không cho uống gì, ngồi dưới đời rồi mà chết à? Đây là con chị hay là gì? Con nhà chị á? À? Chị không đi được. Chị bị bệnh gì? Chị giai đoạn mấy rồi ạ? Dạ. Đến gần trưa, một người phụ nữ khác cũng trùm kín mặt thay bế em bé. Người phụ nữ này cũng nhận mình là mẹ em bé. Sao từ sáng giờ con bé này không dậy? Vừa ngủ. Vừa ngủ lúc nào? Ngủ từ sáng đến giờ. Con nhà chị à? Con nhà chị à? Sao lại bỏ con nhà bà này? Không. Dù ở trên tay người mẹ khác thì em bé vẫn ngủ mê man, còn những người mẹ thì vẫn hăng say giờ chiếc giá nhựa để xin tiền khách du lịch. Cứ vậy, chỉ trong thời gian ngắn hành nghề tại chợ Viềng, hai người phụ nữ ăn xin đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ lòng thương hại của mọi người. Tiếp tục theo dòng người tiến vào chùa Đại Bi, không khó để bắt gặp nhiều trường hợp người ăn xin lê lết khác. Người đàn ông này mang theo cả loa kéo, xô, rổ để đựng tiền. Khi tiền đầy nón sẽ được đựng vào túi vải màu đen. Lượng du khách đông đúc đi lại, nhiều người động lòng trắc ẩn nên chỉ trong một thời gian ngắn túi tiền đã đầy ắp. Ra về trong niềm vui phấn khởi vì một ngày thu hoạch lớn, trong lúc đợi xe trở về, người đàn ông vạch áo cho người bán cây xem những hình xăm kín lưng